Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mời quý vị cùng đến với những phân tích tình hình chính trị, kinh tế thế giới, cập nhật tin tức quốc tế, quân sự, an ninh thế giới mới nhất 24 giờ cùng với kênh tin tức Việt. Sau đây sẽ là mục điểm tin. Ông Zelensky được thông báo về vấn đề mới mà lực lượng vũ trang Ukraine đã gặp phải. Đã rõ về việc Ukraine và Israel cạnh tranh nhận vũ khí từ Hoa Kỳ. Cựu Thủ tướng Đức cáo buộc Mỹ không cho phép Ukraine chấm dứt xung đột với Nga Châu Âu lo rồn, ngại gộp. Xe tăng Abrams của Mỹ không phù hợp để sử dụng tại chiến trường Ukraine. Báo Mekovit, ông Zelensky được thông báo về vấn đề mới mà lực lượng vũ trang Ukraine đã gặp phải. Quá muộn, Zelensky được thông báo về vấn đề mới lực lượng vũ trang Ukraine gặp phải. Các nhà phân tích từ lâu đã phát hiện ra một số đặc điểm của Abrams khiến loại xe tăng này của Mỹ không phù hợp để chiến đấu ở Ukraine. Tài liệu viết, Tổng thống Vladimir Zelensky được cảnh báo rằng xét về các đặc điểm của xe thì những cây cầu trong khu vực có thể không chịu nổi loại xe tăng này vì trọng lượng của xe quá nặng. Tác giả bài báo lưu ý rằng Abrams cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu cao và trong điều kiện chiến đấu có thể gặp vấn đề nếu nguồn cung cấp nhiên liệu liên tục không được đảm bảo. Một số chuyên gia phương Tây và quan chức Ukraine cho rằng các vấn đề về trọng lượng của xe thời gian chuyển giao và vấn đề hậu cần hiện nay không cho phép Abrams đạt được hiệu quả như mong đợi ở Ukraine. Tác giả nói thêm, ngoài ra các phương tiện của Mỹ được giao cho quân đội Ukraine quá muộn và chúng không còn có khả năng tác động đáng kể đến cuộc giao tranh do đường xá lầy lội và mùa đông đang đến gần. Bài báo nhấn mạnh, Nhà Trắng trước đó xác nhận lô xe tăng Abrams đầu tiên đã đến Ukraine. Tổng cộng Mỹ dự định cung cấp cho nước này 31 xe tăng. Trong khi đó, như tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức Ukraine cho rằng việc cung cấp xe tăng Abrams không thể thay đổi được tình hình ở mặt trận. Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirin Budanov cũng thừa nhận những chiếc xe tăng này ở tiền tuyến sẽ không tồn tại được lâu. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về xe tăng Leopard của Đức và xe tăng chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trước đây được chuyển đến Kiev đã nhận xét rằng chúng cháy rất đượm. Đã rõ về việc Ukraine và Israel cạnh tranh nhận vũ khí từ Hoa Kỳ. Ukraine và Israel có thể bắt đầu cuộc cạnh tranh để nhận vũ khí từ Hoa Kỳ, tờ New York Times thông báo. Cần lưu ý rằng chính quyền Hoa Kỳ đã quyết định chuyển cho quân đội Israel hàng chục nghìn quả đạn pháo 155mm vốn ban đầu hứa cung cấp cho Ukraina. Bài báo nhấn mạnh rằng tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cố gắng phân trần rằng ông không đặt cuộc xung đột vũ trang ở nước này cao hơn ở nước kia và do đó hứa hẹn gửi vũ khí thêm cho cả hai nước theo dữ liệu của tờ báo mặc dù thực tế là israel và ukraina tiến hành hoạt động khác nhau trong cuộc xung đột và có những nhu cầu khác nhau nhưng vẫn hiện hữu những nguồn cung cấp chủ chốt mà cả hai nước đều có thể cần đến đó là đạn pháo bom thông minh và tên lửa stinger đồng thời khả năng của hoa kỳ về cung cấp vũ khí cho cả hai nước có thể bị hạn chế Sáng ngày 7 tháng 10, Israel hứng chịu một đợt tấn công tên lửa chưa từng có xuất phát từ giải Gaza. Ngoài ra, những chiến binh Hamas sau đợt tấn công đã xâm nhập vào khu vực biên giới ở miền nam Israel. Cánh quân sự của phong trào Hamas-Palestine tuyên bố tiến hành chiến dịch cơn lũ Al-Asa chống lại Israel. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố phát động chiến dịch thanh kiếm sắt chống lại Hamas ở giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu trước quốc dân nói rằng đất nước đang trong tình trạng chiến tranh, và cho biết ông đã ra lệnh huy động rộng rãi lực lượng quân dự bị. Vào hôm thứ Ba, báo Haaretz dẫn lời phát ngôn viên IDF Daniel Gagari cho biết quân đội Israel đã nắm quyền kiểm soát tất cả các khu định cư gần biên giới giáp Gaza. Hiện tại họ đang tiếp tục không kích các mục tiêu ở giải Gaza, bao gồm cả các mục tiêu dân sự. Trong bối cảnh xung đột leo thang, một số nước bắt đầu đưa công dân sơ tán khỏi Israel. Tờ Tham of Israel đưa tin số người thiệt mạng do leo thang xung đột Israel-Palestine đã vượt trên 1.200 người. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Palestine, số người chết vì các cuộc tấn công của Israel vào giải Gaza là hơn 1.100 người. Cựu Thủ tướng Đức cáo buộc Mỹ không cho phép Ukraine chấm dứt xung đột với Nga. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Trotter trong một cuộc phỏng vấn cho rằng Mỹ không cho phép bất kỳ thỏa hiệp nào có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ vài tuần sau khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn do tờ báo Berlin, JTung của Đức đăng tải, cựu Thủ tướng Trotter cho biết ông được mời giúp hòa giải cho các bên trong cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 3 năm 2022 ở Istanbul. Ông nói rằng mặc dù đại diện của Tổng thống Ukraine Zelensky sẵn sàng nhượng bộ trong các vấn đề quan trọng như từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, nhưng người Ukraine không đồng ý hòa bình vì họ không được phép làm như vậy. Đầu tiên họ phải hỏi người Mỹ về mọi điều họ đã thảo luận. Các quan chức nga nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ và các nước phương tây ủng hộ Ukraine đã ngăn cản chính phủ của ông Zelensky đồng ý giải pháp hòa bình. Ông Schroeder được cho là có tình bạn lâu năm với Tổng thống Nga Putin. Cựu Thủ tướng Đức mô tả chiến lược của Washington là chết người, nói rằng nó dẫn đến mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc. Ông Schroeder cho biết các đồng minh của Washington ở Tây Âu đã thất bại trong việc nắm bắt cơ hội thúc đẩy hòa bình vào tháng 3 năm 2022. Ông nói thêm vào thời điểm đó, Tổng thống Zelensky sẵn sàng thỏa hiệp về Crimea và các vùng lãnh thổ ly khai ở khu vực Donbass. Kể từ thời điểm đó, hàng trăm nghìn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi viện trợ quân sự của phương Tây kéo dài cuộc xung đột. Ông Putin hồi đầu tháng ước tính rằng Kiev đã mất hơn 90.000 binh sĩ trong cuộc phản công thất bại đầu tháng 6. Ông Trudeau cho rằng chỉ có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình ở Đông Âu. Cựu lãnh đạo Đức cho biết các nhà lãnh đạo Nga đang bị đe dọa bởi việc thúc đẩy đưa NATO đến biên giới phía Tây của Moscow bằng cách thêm Ukraine vào liên minh. Ông cũng cho rằng một trong những lý do biện minh cho việc trang bị vũ khí cho Ukraine được cho là chủ nghĩa bành trướng của Nga, không có cơ sở trên thực tế. Mặt khác, ông Schroeder nhấn mạnh các nhà lãnh đạo phương Tây phải hiểu rằng dù ai nắm quyền ở Moscow, Nga sẽ không cho phép Ukraine hay Georgia gia nhập NATO. Sát nhập, ông nói, phân tích mối đe dọa này có thể mang tính cảm xúc nhưng nó có thật ở Nga. Phương Tây phải hiểu điều này và chấp nhận những thỏa hiệp phù hợp. Nếu không, hòa bình sẽ khó mà đạt được. Châu Âu lo dồn, ngại gộp sau khi bị đánh sụp ở Syria và Iraq, tàn dư tàn mát của IS tiếp tục đối kháng các quốc gia phương tây trên danh nghĩa các tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng ở iraq và syria đã bị xóa sổ từ cách đây vài năm tuy nhiên thực tế là tàn dư của lực lượng hồi giáo cực đoan ấy vẫn tấn công ở nhiều nơi trên thế giới gây ra mối đe dọa an ninh thường trực nhằm vào mỹ liên minh châu âu eu và đồng minh của họ cuộc xung đột đang diễn ra giữa lực lượng hamas và israel ở trung đông gây ra nhiều hệ lụy đối với chính trị an ninh khu vực và thế giới cũng như quan hệ quốc tế trong đó càng khiến eu thêm quan ngại sâu sắc về nguy cơ an trong cuộc xung khắc giữa israel và hamas việc các nước phương tây ủng hộ israel góp phần kích động những lực lượng hồi giáo cực đoan gia tăng tấn công nhằm vào các quốc gia phương tây cũng như người do thái ở bên ngoài israel đặc biệt là tại châu âu hai bằng chứng mới đây nhất là vụ tấn công bằng dao ở pháp và vụ xả súng ở bỉ sau khi bị đánh sụp ở syria và iraq tàn dư của is tản mát khắp nơi trên thế giới tiếp tục đối kháng các quốc gia phương tây bằng nhiều hình thức và với những quy mô khác nhau những cuộc đảo chính quân sự thời gian qua ở mali burkina faso niger gabon đã chỉ ra bằng chứng về việc các nước phương tây thất bại với chiến lược biện pháp đối phó những tổ chức và phần tử hồi giáo cực đoan trong đó có is ở châu phi có bốn nguyên nhân chính khiến eu hiện xa vào tình trạng lo dồn ngại gộp thứ nhất cuộc cọ sát và đối đầu về ý thức hệ giữa phương Tây với thế giới Hồi giáo tiếp tục dài dẳng, ngày càng quyết liệt, chứ không suy giảm trong hơn 20 năm qua. Chừng nào chưa hóa giải rứt điểm cuộc đối kháng này, chừng đó EU còn phải lo ngại về thách thức an ninh đến từ các tổ chức, lực lượng và phân tử Hồi giáo cực đoan. Thứ hai, ở một số quốc gia thành viên EU gần đây tiếp tục có các biện pháp, chính sách phân biệt đối xử và kỳ thị người theo đạo hồi, không ngăn chặn triệt để nếu không muốn nói là dung túng dưới biện luận về quyền tự do ngôn luận đối với cá nhân có hành động xúc phạm và phỉ báng đạo hồi tình trạng này đã bị các lực lượng tổ chức và phần tử hồi giáo cực đoan lợi dụng để kích động làn sóng tấn công khủng bố bạo lực nhằm vào nhiều quốc gia phương tây thứ ba eu cho đến nay vẫn chưa xử lý ổn thỏa lâu bền của khủng hoảng về tị nạn và di cư eu chưa thể cải tổ kịp thời chính sách về vấn đề này do không có được sự đồng thuận quan điểm trong nội bộ và phối hợp hành động việc chia sẻ thông tin dữ liệu cần thiết để sàng lọc các phần tử khủng bố trong lòng người di cư và xin tị nạn ở eu cũng không khá hơn chưa phá được lỗ hổng an ninh này thì eu chưa thể đối phó hiệu quả với các mối đe dọa ở thời điểm hiện tại cũng như về lâu dài thứ tư nếu thế giới còn chiến tranh và xung đột ở đâu đó thì eu còn phải đứng ngồi không yên về an ninh đặc biệt khi đấy lại là xung đột ở chính châu âu và giữa israel với một lực lượng hồi giáo Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ EU đã kết thúc trong ngày 20 tháng 10 theo giờ Mỹ với thông điệp đoàn kết, đón chào chủ tịch Hội đồng châu Âu Charlie Michel và chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà Trắng. Tổng thống Joe Biden cam đoan Mỹ sẽ vẫn viện trợ cho Ukraine và Israel bất chấp những trở ngại chính trị nội bộ. Thông cáo chung cũng khẳng định Mỹ và EU lo ngại trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Trở về sau chuyến thăm Israel chấp nhoáng, Tổng thống Joe Biden vào hôm 19 tháng 10 kêu gọi người dân Mỹ ủng hộ kế hoạch viện trợ tổng cộng 106 tỷ USD, gồm viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine. Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào việc Quốc hội Mỹ có phê duyệt ngân sách hay không và nhiệm vụ càng khó khăn hơn khi Hạ viện Mỹ vẫn chưa bầu được chủ tịch mới sau hơn 2 tuần tê liệt. Không chỉ vậy, ngân sách tạm thời dành cho chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 11 tới, khiến kịch bản chính phủ đóng cửa một phần lại treo lơ lửng. Bên cạnh viện trợ, các nhà lãnh đạo Mỹ và EU còn tìm cách ứng phó về vấn đề biến đổi khí hậu, xử lý cuộc cạnh tranh kinh tế giữa đôi bên với Trung Quốc, qua đó nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược Mỹ, EU, châu Âu cũng lo ngại các biện pháp trợ cấp mà Mỹ dành cho công nghệ năng lượng sạch sẽ khiến các công ty châu Âu không cạnh tranh nổi. Bản tin thời sự quốc tế đã tạm khép lại tại đây. Quý vị cũng đừng quên chúng tôi vẫn luôn cập nhật liên tục tin tức mới trong suốt 24 giờ. Hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.